Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì mình sẽ sử dụng Brock trong chế độ sinh tồn. Và đến clip này thì mình sẽ cố gắng để gọi là luyện bắn snipe một chút nha mọi người nhá. Thì không có cách nào để luyện chơi cái game này nhanh hơn là chơi chế độ sinh tồn. Thì thật sự mà phải nói, ôi bọn này hốt hết hòm này. Vừa nãy thấy mình thấy trong đây còn nhiều hòm lắm mà chúng nó hút sạch rồi ạ. Nãy mình thấy một thằng nó năm, nãy có cái thằng Frankie Tank kia nó có 5 cái cục sức mạnh ở đấy trên đầu nó, thằng này cũng có 6 luôn, méo đùa. Rồi bây giờ chỉ còn cách bắn như này thôi, biết làm nào bây giờ, làm gì được chúng nó bây giờ. Thằng này có 6 này, trời ơi, 2, 4, 6, méo hiểu bây giờ chơi kiểu gì nữa. Rồi 5 chiến binh còn lại mà nó còn có cái nước tăng sức mạnh nữa. À đây cái nước tăng sức mạnh này. Đây đấy, còn cái nước tăng sức mạnh vào bạn sẽ cực kỳ máu chó. Bùm. Đấy, các bạn thấy không? Có nước tăng sức mạnh vào bạn thì cần vả phát luôn. Nó đau cực kỳ luôn ý. Đây. Hay là thêm như này đi nhỉ. Đâu. Chú mày mong chạy hơi sớm. Móa. Thì như cái bình nước này mình. Yeah. Ông chết. Thôi. Ba chứ ạ. Thằng danh kia sẽ đập chết rồi. Bố mày biết mà. Ok, top 3. Hơi đau lòng một chút, top 3. Nhưng mà thanh niên kia còn 400 máu mà lại thoát chết. Thằng cuối nó giữ, nó dành cái ulti để nó đoạt top. Ok, thôi thế cũng được. Trận đầu tiên chúng ta vào và được top 3. Những pha bắn ngắm cực kỳ là chất lượng nhưng mà vẫn không đem lại chúng ta top 1. Ok, chúng ta sẽ đến với chế độ sinh tồn map khác nha mọi người nhá. Mình đoạt được thẻ sao rồi. Hơi tiếc là top 3. Ok, để xem này. Coco à. À, thằng danh này. Nó thích gây sự hay sao ấy nhỉ? Thằng bé bị liều ấy sao? À, shotgun. Rồi, nó còn 900 máu. Ghét VL, cả hai thằng cùng chết ạ. Đèn và ai? Nó gần chết rồi, quả đấy mình đi vào nó sai quá. Nhẽ mình nên bỏ thằng đấy đi hợp lý hơn. Tại cái chỗ đấy nó khúc đấy nó hẹp. Không biết sao rồi. Đằng này có cool. Mà nó cướp cái ngọc của mình rồi. Biết làm nào rồi. Mình hồi máu là nó sẽ sợ thôi. Vẫn ghét. Này. Nếu mà căng. Rồi. Rút kinh nghiệm ban nãy chúng ta sẽ gọi là an thân gửi phận cho mọi người. Không nên liều lĩnh. Trong này có vẻ đông vui. Có vẻ vào ăn. Mình bắn chết thằng nào ấy. Én. Má không biết phải làm thế nào nữa. Bánh mì kẹp thịt. Này. Mày cũng phải trả giá đắt con ạ. Mày sẽ phải trả giá đắt con. Giờ ngon ra đấy. Hên cho nó, chưa chết. Chả biết làm nào, chả biết làm nào được. Thôi, xong tôi rồi, Vẫn còn sống nhưng mà thật sự là bây giờ khó thật rồi mọi người. Khó thật rồi khi mình mới có 3 ngọc sức mạnh thôi vậy. Yếu cực kỳ luôn, cực kỳ yếu. Giờ này có làm gì còn đứa nào ngoài đấy nữa. À rồi thấy thằng bé rồi. Từ thế phải móc nó. Cơ hội cho mình. Mình cứ móc được nó thôi là có khả năng giành được top 1. Rồi mày ra ngoài mày sai lắm rồi bây giờ. Đây mình bắn phụ đạo. Rồi sinh tồn rồi. Má nó làm một phát 2000 tiết ạ.
rồi, bây giờ phải cẩn thận thôi thì. Ngon. Má nó với cây xương rồng. Nó là một phát đạn. Top 2 ạ, trời ơi. Cái đạn đó, cái sát thương của con ấy mạnh quá, trời ơi. Với cả nó có cây xương rồng nó che quả đấy, biết thế mình né đi, mình đợi bo vào là nó phải vào ạ. Mà nó vào tầm gần nó mà bắn hụt thì nó coi như xong đời luôn. Má cay cú thật. Biết sao giờ? Cuộc sống mà bắn mãi bắn nữa vẫn chỉ top 2. Chắc lên cấp cho nó phát nhỉ. Mình đang muốn để dành tiền. Không biết nâng con nào nữa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình đã nâng Daryl. Có khi trận sau mình chơi Daryl chẳng sao, bởi vì mình mới nâng cấp nó có vẻ mạnh. Ok, chắc là trận cuối cùng thôi. Thật sự là con chiến binh của mình nó yếu quá. Thật ra không phải yếu đâu. Ui dồi ôi, mẹ như chiến binh bàn tròn này. Từ. Mình nên vào hay nên ra hả ta? Một thằng chết. Một mạng. Cay cú rồi. Đằng nào cũng là trận cuối. Thế thì cứ đánh cho nhiệt tình lên. Má phải phá được cục hồi máu đó đi ạ. Từ. Đù. Thanh niên ném lửa. Cơ rất cơ hội. Hai thằng này chết hết cả rồi. Từ. Hốt. Cơ hội. Cực kỳ cơ hội. Hai thằng bắn nhau chết hết mà mình là đúng kiểu ngư ông đắc lợi luôn anh em. Bảy ngọc mà không tốt một nữa thì thôi này. Ý rồi, thằng gấu xong rồi thành thanh niên kia rồi, thôi chạy nữa làm cái gì, chạy nữa chạy mãi cũng chết thôi. Rồi bây giờ có con nước tăng lực number one rồi. Shit. Mẹ nó từ trong bụi nó rút ra một thằng shotgun ạ. Thôi rồi, có lẽ clip của mình cũng dừng tại đây. Tôi bị cay cú ấy lìn rồi anh em ạ. Thôi, nếu mọi người thấy clip hay nhấn like và sub kênh giúp mình nhá. Mình cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.